Như anh em thấy thì hiện tại tôi đang có mặt buổi lễ bàn giao xe VinFast V3. Rất rất nhiều những cái mẫu xe VinFast với nhiều phối màu độc lạ đang có mặt ở đây. Đấy, tôi sẽ cho anh em xem này. Đây là phối màu tôi cũng rất là thích nha. Đó chính là phối màu xám xi măng. Bên này thì sẽ là phối màu vàng kết hợp với trắng. Trông khá là giống cái mẫu xe Mini Cooper của Mr. Bean đúng không? Bên này thì sẽ là phối màu đỏ và đen. Đấy, sự kết hợp màu sắc. Và đặc biệt có hai phối màu mà tôi rất là thích. Đó chính là cái phối màu tím này. Đấy, tím mắm tôm nhưng mà thực ra nó cũng hơi hồng hồng nhạt. Cận cảnh chiếc xe này để các bạn có thể thấy rất là xinh, rất là yêu luôn. Màu này thì cực kỳ hợp với các chị em nha. Nếu mà trên ảnh, những cái bức ảnh render thì có thể thấy rằng xe nó hơi nhỏ, nhưng mà khi mà chúng ta ra ngoài, anh em nhìn thấy tận mắt chiếc xe này thì mới thấy rằng nó cũng không hề nhỏ một chút nào nha. Khung gầm cao này, xe cũng khá là lớn kích thước tổng thể. Nhưng mà đây, tôi cho anh em xem. Cận cảnh thì vẫn sẽ chỉ là xe hai cánh cửa thôi. Và chúng ta vẫn sẽ có một cái hàng ghế thứ hai ở phía dưới này. Đấy, nhưng mà dựng lên thì cái diện tích cốp ở phía sau sẽ hơi nhỏ. Đấy. Và thật sự là anh em nào rất may mắn nha, có được cái phối màu xe này. Mâm thì bây giờ đã được sơn đen và sẽ là mâm thép nha. Đấy, anh em thấy không? Lốp thì cái phiên bản này thì hiện tại vẫn là lốp xe lun, nhưng mà rõ ràng anh em có thể độ đẽo mang về sử dụng lại. Ngoài cái phối màu tím này ra nha, thì mình còn rất thích một phối màu nữa. Đó chính là phối màu xanh lục. Đấy, anh em thấy không? Rất là đẹp luôn, thề. Mình cực kỳ thích cái phối màu xanh lục này. Ông nào mà lại hợp tuổi với màu xanh nữa thì cứ phải gọi là hết nấc luôn. Rồi ôi, đẹp chưa? Vẫn sẽ là hai cửa thôi. Và với những anh em nào mà đã đặt trước này, thì trên xe sẽ có một cái logo phiên bản, đó chính là Creator Edition, tức là dành cho những anh em mà đi tiên phong. Đấy, đặt xe trước. Tí nữa thì mình sẽ phỏng vấn một số anh em đã đặt cái chiếc xe VinFast VF3 này, để chúng ta có thể hỏi được thêm những thông tin, ví dụ như là tại sao lại đặt này, mua cho ai này, hoặc là nhà đang có mấy xe mà lại mua chiếc xe này, hoặc là chi phí vận hành, chi phí gửi xe, các thứ, mọi thứ ra sao. Thì đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng. Mê chưa? Xe này chắc chắn của một chị con gái nào đấy luôn. Ui, không thể tác tên luôn này. Đấy. Các bạn cứ chê là nó nhỏ, nó bé, nhưng mà nhìn ở ngoài thì chúng ta có thể thấy rằng là nó cũng không hề bé một chút nào, đúng không? Kích thước lớn. Đấy. Anh Thành, xe này không thể của con trai được, đúng không? Em mặc dù em rất là thích màu hồng này, tôi rất thích màu hồng, đẹp. Nhưng mà phải nói rằng sao? Nói lại, xe này làm sao? Xe này quá nam tính luôn các bạn. Trời ơi, nó rất hợp với mình. Mà ngồi trên con này thì đẳng cấp. Ơ kìa, điều anh chỉ đi, tác tên của anh đâu? Tên thì áo thì xin cả mẹ chị. Anh chị, Alin. Đây là mẹ mình. Đấy thì rất may là hôm nay đấy có một chủ nhân của chiếc VF3 là nữ. Bởi vì sao? Rất nhiều anh em mua, nhưng mà vấn đề là để tìm ra được một chị em mua thật ấy thì rất là khó. Mà chị Alin là chắc chắn là chị bỏ tiền ra để chị mua thật sự rồi. Đấy, thế nên đây là một người review chân thật. Đặt cọc vừa chuyển khoản hôm qua để lấy xe về luôn đó. Lấy luôn chị. Lấy luôn về. Thế nhưng mà em hỏi xíu là chị có phải là trong đối tượng mà được sở hữu cái chương trình tiên phong của VinFast không chị? Có, chị là người gần như là những người đầu tiên để là đặt cọc chiếc xe này. Vì thực ra là lúc mà xe ra hình thức siêu đẹp luôn, nên là mình mua cho mẹ nữa, nên là không đắn đo gì cả. Thế tức là em hỏi một xíu nhá, hiện tại là chị Linh bây giờ đang có mấy xe rồi? Chị thì là ở nhà là có 2 xe rồi, nhưng mà muốn là lấy thêm xe này nữa để là đi lên quanh ở trên phố. Bởi vì là xe này thì nó rất là tiện để cho mẹ chị đi chợ hay là đưa cháu đi học. Nhỏ gọn nữa đúng không chị? Em hỏi xíu là có rất là nhiều phối màu này, kiểu là tím này, xanh hay là vàng, thì lý do tại sao chị đã chọn được phối màu xám xi măng này? Chị mua 2 xe cơ. Wow. Một xe màu này với cả một xe màu hồng. Xe màu này để mẹ đi, có xe màu hồng để là trợ lý chở đi lên quanh trên phố. Tổng xe này là khoảng 235 triệu, được giảm 4%. 235 là giá này là mua đứt pin nhỉ? Không, giá này giá thuê pin. Thuê pin. Thì là được giảm 4%, rất là chủ yếu đâu đó khoảng tầm 200 hai mấy, không nhớ lắm. Thì giảm lại là 2 xe thì khoảng là trên 500 triệu quá rẻ luôn. Hai xe chưa tới 500 triệu các bạn thấy không? Sở hữu ô tô bây giờ nó đâu có khó đâu, rất là dễ đúng không? Không nên theo mọi người là một chiếc hai chiếc xe này mang đến đồng hồ đã đeo. Em ơi, xem đồng hồ chị đeo đúng không ạ? Đấy, các bạn thấy không? Hai cái chiếc xe chị Linh đi thì mới bằng một chiếc đồng hồ mà chị Linh đang đeo thôi. Em muốn hỏi xíu là chị hiện tại là đang ở khu vực nào, quận nào? Chị hiện tại là đang ở quận Long Biên. Quận Long Biên. Thế thì quanh khu vực này là ở
bên Hàng Ngang phố cổ, nên là rất là tiện, đi từ đi con tàu là đến nơi rồi, nên là hay lượn trên phố, nên là chiếc xe này thì thấy là rất là nhỏ. Cái quanh khu vực chị ở hay là mẹ chị ở là kiểu có nhiều chạm sạc không chị? Quanh khu vực đều là không nhiều chạm sạc, nhưng mà là nhà sau thì sẽ lắp một cái chạm sạc ở nhà luôn. Ồ, tức là chị cũng sẵn sàng là sạc trực tiếp ở nhà luôn đúng không ạ? Vâng. Ok, em cảm ơn chị rất là nhiều với những chia sẻ chị. Dạ vâng. Tắt kênh của chị. Dạ vâng, ok chị ạ.